Mình nhờ anh em một việc là hiện giờ mình đang con máy múc xích loại 128. Loại 128 là của chú Sinh. Về mình muốn chuyển thuê một cái phọc kéo từ Hải Phòng mà kéo về Sơn La nhá. Lên Sơn La thì anh em nào xem là làm phọc kéo, tức là dòng máy kéo để kéo xe này ấy, thì báo cho mình cái số điện thoại, hay là cho mình số điện thoại trực tiếp nhá, mình liên hệ nhá. Mình đang cần một con xe máy kéo, một con ô tô kéo loại phọc để chở cái con máy múc này 128 này của mình về với Sơn La. Thì hôm nay là mùng 1 của tháng 2 năm 2021. Mình muốn trong ngày mai là chạy. Bạn nào có số điện thoại thì liên lạc trực tiếp cho Phủ 037 4375 999. Trực tiếp gọi điện cho mình nhá. Bởi vì mình đang cần luôn trong ngày mai chở cái con máy múc 128 này về Sơn La. Máy của anh Sinh hiện giờ là mình đang rất là cần. Bạn nào mà có thì liên hệ cho mình. Tránh một số các Facebook lừa đảo phát các video cũng nhầm lọ kia. Nhớ là Facebook của mình tên là Nguyễn Hoài Đức. Số tài khoản của Phú Đức là Nguyễn Hoài Đức. Mã số tài khoản là 10700226853 Vietinbank chi nhánh ở Hải Phòng. Số điện thoại của Phú Đức là 037 4375 999. Khi các bạn đang chat với tất cả các đối tượng Facebook, các bạn nhớ là gọi trực tiếp qua số điện thoại để xác minh Facebook đấy có phải Facebook thật không hay Facebook giả. Hiện giờ là Facebook giả, rất nhiều người giả danh đi lừa đảo, mượn danh của Phú Hồng Đức đi lừa đảo, kêu gọi xong rồi thế lọ thế kia, nhận tiền thế lọ thế kia, làm những chuyện mà không tốt, ảnh hưởng đến công việc lắm. Nên là xin lưu ý một điều là mình là chủ Phú Hồng Đức, cũng là người ảnh hưởng trong cộng đồng, nên là việc này mình nhờ đang cần chuyển gấp máy múc này về Sơn La. Sông Mã ở chỗ nào? Sông Mã Sơn La anh nhỉ? Cái gì? Triền Cang, Sông Mã, Sơn La. Anh em nào có thì liên hệ qua số điện thoại 037 4375 999 nhá. Liên hệ trực tiếp cho mình để mình tiền nong giá cả như nào thì báo mình.